Thưa quý vị, một bài viết khác của tác giả Đỗ Nga Anh Chi kính mời quý vị cùng theo dõi. Những cậu ấm đỏ có lý lịch bất minh, một phần không thể thiếu của chế độ. Bản chất gian ác nó nguy hiểm hơn bản chất lăng nhăng bồ bịch gái gú. Tuy nhiên trong chế độ Cộng sản, ai mà có bản chất gian ác thì được đánh giá là có đạo đức cách mạng hay là người cộng sản trung kiên và thường được cất nhắc cho những cái vị trí cao đặc biệt là ở những cái vị trí để bảo vệ chế độ nếu anh nào có tính lăng nhăng gái gú thì không được đánh giá cao về đạo đức chuyện đàn ông có máu trăng hoa thì ở xứ nào cũng có bản chất nó không xấu tuy nhiên nó trở nên xấu khi anh đã có con rơi mà không có trách nhiệm với nó trong đảng cộng sản cũng vậy cũng có anh khi chưa ở đỉnh cao quyền lực cũng không nhịn được của lạ nên đã gieo giống ở đâu đó rồi ém nhẹm đi. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh cao quyền lực, lúc mà không ai có thể xét lý lịch anh ta nữa, thì anh ta bật mí cho những lãnh đạo kế cận và gợi gắm họ dìu dắt cái đứa con không được thừa nhận công khai của mình. ấy Vì vậy mà bên trong đảng Cộng sản luôn có một số lượng cậu ấm đỏ hay cô chiêu đỏ tiến thân bằng cái thứ lý lịch đỏ bí mật đó. Bí mật mà chỉ có lãnh đạo cấp cao biết chứ phó thường dân thì không thể biết được. Chế độ Cộng sản là một chế độ xét duyệt lý lịch rất khắc khe. Việc cất nhắc một cá nhân lên vị trí cao, người ta trọng cái lý lịch hơn là trọng năng lực. Nghĩa là anh nào có cha làm to, luôn luôn tiến thân vẫn chắc hơn. Và nếu cha làm to như nhau thì cha anh nào ít tai tiếng hơn thì anh đó tiếng thân tốt hơn mặc dù bản thân thì bất tài. Ví dụ cụ thể này, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Nghị. Cha của Nghị tai tiếng về tham nhũng thì Nghị vào Ủy viên Trung ương và ở đó hai nhiệm kỳ mà chưa thể tiến vào Bộ Chính trị được. Trong khi đó, Trần Tuấn Anh có cha là Trần Đức Lương, lại ít tai tiếng hơn, nên ông Trần Tuấn Anh tiến vào Bộ Chính trị chỉ sau một nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng, mặc dù bản thân Trần Tuấn Anh có rất nhiều tai tiếng. Bản chất của Cộng sản là vậy. Một chế độ trọng chủ nghĩa lý lịch rất quái đảng. Nguyễn Thanh Nghị và Trần Tuấn Anh là những con người thuộc dạng lý lịch đỏ công khai. Tuy nhiên, ở cái chế độ này còn có những cậu ấm đỏ, cô chiêu đỏ lại đi lên bằng cái thứ lý lịch đỏ rất là bí mật những cái người này được chế độ soạn sẵn cho một cái lý lịch công khai giả mạo với người cha là một phó thường dân nào đó ở đâu đó. Điều này có lợi cho chế độ vì họ có thể dùng cái loại lý lịch giả tạo ấy để mà tuyên truyền với dân rằng đấy thấy chưa, tao cũng tạo cơ hội cho con cái của phó thường dân vậy. Tuy nhiên, nếu bạn mà con của phó thường dân thật thì đừng có mà mơ. Ông nông Đức Mạnh là một người bất tài điều đó không cần phải bàn cãi thực tế theo lý lịch mà đảng cộng sản cho dân biết thì ông nông đức mạnh có cha là phó thường dân nào đó nhưng ông vẫn tiến vào bộ chính trị và nắm chức tổng bí thư đến hai nhiệm kỳ và con trai của ông nông đức mạnh là nông quốc tuấn theo lý lịch mà nói ông tuấn có lý lịch đỏ hơn cha ông nhưng ông tuấn không thể tiến sâu vì bản thân của nông đức mạnh bị đánh giá là bất tài và có đạo đức không tốt. Trong chính quyền Cộng sản, luôn tồn tại một vài cá nhân là con của một phó thường dân nào đó, nhưng mà lại tiến thân không gì cản nổi. Thì chắc chắn rằng đấy chính là cậu ấm đỏ hoặc cô chiêu đỏ, nhưng mà có lý lịch thật được giấu đi. Võ Văn Thưởng là một trong những cái trường hợp như vậy là cái dạng người đó đó tuy ông ta là con của một phó thường dân nào đó nha nhưng mà sự nghiệp chính trị của ông ta thì cứ phóng như tên lửa vượt qua cậu ấm đỏ có lý lịch khủng như Nguyễn Thanh Nghị và thậm chí vượt luôn cả cậu ấm đỏ Trần Tuấn Lương giờ đây này Võ Văn Thưởng đang chém chệ trên chiếc ghế thường trực ban bí thư khi mới 51 tuổi và là sếp của Trần Tuấn Anh trong cái ban bí thư đó luôn mặc dù ông Thưởng nhỏ hơn ông Tuấn Anh tới 6 tuổi Đảng Cộng sản là một cái đảng được xây dựng dựa trên việc bảo vệ quyền lợi thân hữu. Nó đảm bảo rằng dù là con chính thức hay là con rơi của quan chức thì luôn luôn được chia phần. Nhưng mà tuyệt nhiên không có phần cho một phó thường dân thực sự nào cả đâu, cho dù cái cá nhân đó có tài năng cỡ nào đi chăng nữa. Quý vị thấy chính cái cách xây dựng nhân sự như vậy mà đảng Cộng sản sẽ không bao giờ có thể làm trong sạch đảng được trong đảng vẫn luôn có những cái cậu ấm đỏ cô chiêu đỏ phá hoại đất nước vì cái năng lực và đạo đức bản thân của người đó bị xem nhẹ người ta chỉ xét tới cái lý lịch thôi chứ còn đạo đức và bản thân của người đó thực sự chẳng là gì cả